Nam Định bắt thanh niên đẹp trai sản xuất tiền giả. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng Di S tuổi, chú phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Trước đó, trưa khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định phát hiện bắt quả tang Hoàng Văn Quảng đang vận chuyển tiền giả để bán cho khách tại địa bàn thành phố Nam Định. Qua kiểm tra người và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ GS tờ tiền giả có mệnh giá GS đồng, GS phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá GS đồng, laptop, máy photo, mau bản cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Quá trình làm việc, Hoàng Văn Quảng đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng đầu tháng, Quảng mua laptop, máy in đa chức năng để in tiền giả có mệnh giá GS đồng sau đó bán cho khách hàng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Đến ngày, khi đang đi vận chuyển tiền giả bán cho khách tại thành phố Nam Định thì đối tượng bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ.